Chào các bạn nhé. Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút Android 12 trên những dòng máy Xiaomi nhé, rút qua TP-CAP-GP nhé. Ở những video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách cài TP-CAP-GP cho mọi dòng máy Xiaomi rồi đấy. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút Android nhé. Thì là các bạn phải tải cái file, hai file này về cho mình nhé. File Magic này, mới nhất này, với lại file Disable này nhé. Cái link tải mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Cái file Magic này đó là để rút nhé. Cái file Disable này là để tắt cái Verity đi nhé. Cái, nói chung mình không nhớ rõ lắm nhưng mà cái để tắt cái Verity ở trên ROM mình nhé. Thì các bạn tải cái Magic này, file APK này, các bạn nhấn vào nó này. Nhấn vào nó, cài đặt luôn cho mình nhé. Cài đặt như bình thường. Rồi, ok nhé, đã cài đặt xong nhé. Tiếp theo các bạn là khởi động vào TP-CAP-GP cho mình nhé. Bằng cách giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng cùng một lúc nhé. Thấy biểu tượng logo Mi thì các bạn bỏ tay ra. Đây mình đã vào TP-CAP-GP rồi nhé. Thì các bạn chọn ITO này cho mình. ITO này. Tìm đến cái file các bạn vừa tải về nhé, file Disable đây, đây. Disable Verity 4K. Những cái bản ROM Global này, những cái ROM chính hãng đấy thì người ta không tắt cái này. Thì nếu các bạn không flash cái này trước thì các bạn sẽ bị các bạn flash magic vào là các bạn sẽ bị treo logo nhé, không sử dụng được nhé. Thì các bạn cái này chỉ cần flash một lần thôi nhé, là từ sau sẽ không phải flash nữa, các bạn rốt máy lại là không cần phải flash nữa nhé. Thì đây mình cứ flash một lần này, chọn flash này, của mình là ROM EU nên không phải flash nữa nhé, người ta đã tắt rồi. Mình chọn là mình bây giờ chỉ việc flash cái file magic này thôi. Cái file magic này đuôi APK các bạn kệ nó nhé, các bạn cứ flash APK vào nhé, không vấn đề gì hết. Flash vào. Nhưng máy bạn nào mà chưa flash cái file disable kia mà cứ thế phát flash file magic vào là sẽ bị treo logo, các bạn sẽ không sử dụng được nhé. Các bạn lưu ý giúp mình nhé. Các bạn cứ chờ đợi cho nó chạy xong. Rồi nó báo đăng nhé, các bạn chọn Zbot. Chọn là ESI này cho mình nhé.
À, nó đã hiện lên rồi này. Các bạn vào kiểm tra nhé, xem các bạn đã cài thành công chưa nhé. Các bạn mở lên kiểm tra nhé, ở đây Magic này, mở lên này. Đây nó báo là cài đặt không có sẵn này, nghĩa là mình chưa rút được nhé, rút thành công nhé. Mình vào tập tin này. Mình nhấn cài đặt Magic này. Chạy. Nếu nó báo chưa thành công thì các bạn vào cài đặt Magic lại một lần nữa là sẽ thành công nhé. Đây nó báo đã cài đặt này, 25.2 đây. Nghĩa là cái Magic này các bạn phải flash nó vào qua TP CAPGP trước, sau đó các bạn mới cài file APK nhé, thì nó mới rất thành công được nhé. Đây Subisu này, cái module này nó đã hiện lên rồi nhé. Đây nó báo đã cài đặt này. Như vậy là trong video lần này mình đã hướng dẫn các bạn cách rút thành công Android 12 nhé, qua Magic nhé, trên những thiết bị Xiaomi. Có gì không hiểu các bạn hãy để bình luận ở dưới video nhé. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem.